Số 5, chúng ta việc đầu tiên là được chọn một người lực lượng, và mọi quyết định của bạn chọn ai đều có lý do của nó. Xin mời những chàng trai lực lượng của chương trình. Chúng ta được quyền chọn một người để lát đứng đối diện với mình. Ưu tiên cho con gái chứ. Dạ, em chọn bạn đối diện luôn. Thiệt không? Lam chọn ai? Sao cái mặt giống như muốn gây lộn vậy? Việc kìa lắm. Ngãi anh. Rồi, tiếp theo bạn. Chọn Lợi đi. Đọc mà nó rung lắm. Đức Lợi. Anh là chấp nhận số phận rồi. Em chọn bạn số 2. Hoàng Phương. Bạn đập lộn chị đó. Đúng rồi, bạn đập lộn Hoàng Phương. Vậy thì chúng ta còn lại đẹp trai Ngô Việt thuộc về ST. Ok. Mọi sự lựa chọn đều có lý do của nó. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ hãy thông báo số tiền thưởng. Sau 4 vòng thì số tiền như sau. Số tiền tổng cộng là 3.320.000 đồng. Wow. Số tiền của Lưu Bình là 4.980.000 đồng. Lê Dương Bảo Lâm số tiền tổng cộng là 4.160.000 đồng. Tiền của chị Lý Nhạc Kỳ 7.480.000 đồng. Và số tiền của ST Sơn Thạch là không o o tròn. O tròn. Cho nên muốn đặt cược cũng không có đặt cược được. Ở vòng năm này có thêm một quy luật, đó là thiên thần hộ mệnh. Nếu chúng ta đồng ý cầm nó trên tay, có nghĩa là chúng ta đồng ý cược 50% số tiền đang có. Ví dụ mình có 2 triệu thì mình cầm lên là mình cược 1 triệu. Lát mình đúng thì mình sẽ được thêm cái tiền cược, rồi mình được thêm cái tiền thưởng. Vòng này là 15 triệu. Bao nhiêu người chọn chính xác thì cứ chia đều ra thôi. Còn nếu 4 người kia sai, một mình đúng thì mình được 15 triệu luôn. Chưa kể cái tiền cược. Ai cược? Một, hai, ba, bốn. Ai cũng cược hết. 5 người cược hết luôn. Ủa, rồi. Hết hả? Dạ. Xin cảm ơn. Chúng tôi chưa báo tài năng là gì mà chịu cược luôn rồi. Thì cô hơi thắc mắc luôn. Dễ dãi quá. Dạ. Tài năng lần này của chúng tôi sẽ là năm thần biểu diễn bóng rổ siêu đẹp mắt. Xin mời. Ở đây như tất cả chúng ta đang thấy, đúng là dân bóng rổ. Chúng ta tìm một người, tức là người giả trong số thật, là người không phải là người biểu diễn bóng rổ siêu đẹp mắt. Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu đầu tiên của bạn số 1, xin mời. Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì mình cần tâm lý tốt, kỹ thuật tốt, thể lực tốt, và quan trọng là cao. Nhìn tôi chi chả? Nhìn tôi chi chả? Em trai số 2, em vừa hỏi câu gì? Em hỏi tâm lý tốt à? Tâm lý tốt, bây giờ tâm lý em có tốt không? Lấy em không ổn. Không ổn à? Tại sao không ổn vậy? Em hơi rung chút. Tại sao em hơi rung? Em đi thi đấu rồi mà sao ngày hôm nay em ra đây em rung? Lần đầu lên sóng à? Đừng ăn thịt thằng nhỏ. Đừng ăn thịt thằng nhỏ. Nói mà như tấn công người ta. Bạn số 2. Đội tấn công. Hát gì? Nhỏ đang rung mà hỏi hoài. Tụi em cứ nhấn như vậy thôi. Ai thấy nó hiền tội nghiệp. Tội nghiệp quá, qua đây với chị. Qua đây. Thôi giờ hỏi số 3 đi. Hỏi số 3 đi. Bạn số 3. Số 23 quyền thoại trong bóng rổ, tên cầu thủ là gì? Trời ơi, đố đó cũng đố. Michael Jordan. Cái này cũng biết mà. Vậy số 24? Thì Kobe Bryant. Giờ mới biết đó. Trời ơi. Có phải là anh chơi bóng rổ mà trái banh trúng ngay môi, bị sưng không? Thì đấu trúng. Thi đấu trúng hả? Là bữa đó anh nhớ sao? Anh đánh ta hay là ta đánh anh? Ta đánh em. Chơi bóng rổ bao nhiêu lâu mình không phản đòn nữa hả anh? Phản không được, trọng tài bắt. Chơi bóng rổ thường có những cái chấn thương mà thường gặp nhất là về cái bộ phận nào của cơ thể? Đấy. Đấy. Họ ác quá trời. Bởi vậy tại sao em có biết là anh Lê Dương Bảo Lâm không chơi bóng rổ không? Cái tỷ lệ chấn thương cao hơn người thường. Rất cao. Ta mỏ, ta nhỏ, ta banh nó khó trúng. Còn mỏ em hết khuôn mặt luôn à, đánh là trúng, Nhiều khi đánh vô lưới mà lộn vô miệng Bảo Lâm. Dạ là gói chân mày.
Ủa vết chân mày. Tại sao chân mày dễ bị chấn thương? Dạ tại vì chân mày thường là vô trong đánh là sẽ bị nhiều cái dính của chỏ vô mắt. Nhưng sao cuối cùng lại bị mỏ? Tại vì em khòm xuống lấy trái bóng rồi anh kia anh lấy trái bóng trước quên lên cái chỏ. Hiểu rồi. Em cho chị tên cái anh đó coi. Lại có đá bóng. Cho chị tên cái anh đó coi. Lại có đá bóng. Bây giờ Sài Gòn Heat mình á với lại Buffalo thì ai đang mạnh hơn? Dạ Sài Gòn Heat. Trong tất cả các bạn ở đây á thì bạn biết rằng là ai là người vô trong đội tuyển của bạn sớm nhất không? Dạ là em. Em vào được đây mấy năm rồi? Dạ em trong đội Sài Gòn Heat được 3 năm. Mình chơi vị trí nào? Shooting. Vị trí ném. Số 2 vô mấy năm rồi em? Em mới vô năm đầu. Số 1? Em năm đầu luôn ạ. Còn số 4? Năm ngoái em chơi một đội bóng khác, cũng ở thành phố luôn ạ. À, vậy giờ ba em ai là đồng nghiệp của nhau thì bắt tay nhau một cái coi. Ơi, dành số 1 em. Ghê nha. Chúng tôi đề nghị Lý Như Kỳ bớt dâng trào cảm xúc lại. Số 4 ơi, ai chơi bóng rổ chân cũng bự, sao chân em chút chiếu vậy? Em nằm ở vị trí nào mà em có chạy hay không mà chân không có phát triển vậy? Em là hậu vệ dẫn banh của đội, nghĩa là cái người dẫn banh lên và gọi bài cho đội. Rồi xong rồi đội sẽ chạy, rồi xong rồi em sẽ truyền tùm lum. Bây giờ hỏi một câu nè, cầu thủ bóng rổ mà nổi tiếng lùng nhất là ai? Isaiah Thomas. Em, tại sao em chơi bóng rổ? Vì đam mê à. Em chơi từ lúc nào? Từ lúc 10 tuổi. 10 tuổi, em vô đội tuyển gì? À, mình giao lưu chứ không phải là mình hạch sách nha. Em tưởng là tuyển nhân viên vậy luôn. Mình đang có một kiểu trước khổ cục, trước liền. Bạn số 1, nếu chị muốn chơi bóng rổ em có dạy không? Nếu chị muốn chơi bóng rổ em có dạy không? Ủa chị đang coi bóng rổ. Nói chị qua sân trẻ em đi. Anh số 1 anh có người yêu chưa? Dạ chưa. À, chị Kỳ chị đang tê anh đó. Vậy đổi với chị Kỳ không? Là em sẽ thành đội trưởng luôn á. Chị mua lại đội bóng và cho em là đội trưởng. Em chơi bóng bao lâu rồi? Dạ cũng gần được 10 năm rồi. Là em theo ngành này luôn hả? Đại học thể thao luôn hả? Dạ không, em hiện giờ đang học năm 2 ở RMIT. Vậy là coi như em là từ nhỏ chơi nhưng mà em vẫn học thêm một ngành khác. Em học ngành gì? Dạ hiện giờ em đang học ngành thứ 2 là ngành thời trang. Hợp luôn. Thôi thì bây giờ chúng ta đã nhìn thấy được vị trí nào là giả trong nhóm thật rồi đúng không? Dạ. Mời chọn vị trí. Vị trí số 1, số 2, số 3 hay số 4? Thời gian có là 5 giây. 5 4 3 2 1. Hãy chọn. Hết giờ. Vị trí số 1 là sự lựa chọn của ST. Số 3 là Xuân Tiền. Số 2 là Lý Gia Kỳ. Bình chọn luôn, Lâm chọn luôn. Cái này em với chị mà đúng là em đổi tên là Lý Bình Kỳ luôn, em làm em chị. Đúng. Lý Bình Kỳ. Nhận gia tài nha em, nhận gia tài. Ok. Xin mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Chọn luôn một xô luôn. Một xô luôn. Nằm sẵn đi Lâm rồi nó đổ cái đội đầu luôn. Anh Lâm lấp anh lại luôn á Lâm à. Lấp anh lại luôn á. Mỗi sự lựa chọn đều có lý do của nó. Thưa quý vị, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Siêu bất ngờ. Thưa quý vị thân mến, nếu bây giờ đáp án là vị trí số 4, có nghĩa là gì? 15 triệu ở lại với chương trình và tất cả đều mất đi cái tiền mình đã đặt cược. Số 4 thân mến,
Anh nghe giọng em giống như không phải em là người sống ở Việt Nam nhiều đúng không? Em sống ở Việt Nam nhưng mà em đi học ở bên Mỹ. Rồi sao không học nữa mà vừa về đây học hả? Không, em về đây em học online. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 19 rồi. 19, trời ơi. Quá trẻ, trời trời. Bên kia thì cái môn này nở rộ đúng không? Là đúng rồi. Bên mình thì ít hơn đúng không? Em ta đầy đủ là gì? Dạ Hoàng Tú ạ. Hoàng Tú? Dạ. Có tên tiếng Anh không? Dạ Tony. Tony Tú. Tony, mình có phải là một người chơi bóng rổ chuyên nghiệp hay không? Dạ có. Dạ có. Mừng quá, mừng quá. May cho mọi người, may cho mọi người. Love you em. Đây, vị trí số 3, vị trí số 2 và vị trí số 1. Vị trí số 1 là sự lựa chọn của ST. Chết rồi, quay phim tỉa rồi kìa. Ê, quay phim tỉa không rồi nha. Chết không rồi. Quay phim me rồi. Quay phim me. Hey. Up luôn, up trọn nguyên cái show luôn. Việc này nó sung lắm nha. Đúng rồi, nè. Up mất cái đầu nha. Up mất luôn cái đầu. Em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Quang ạ. Lê Quang. Lê Quang năm nay được bao nhiêu nồi bánh tét rồi? Năm nay em 25 tuổi. Thì mình chơi bóng rổ được bao nhiêu năm? Thì em chơi được gần 10 năm rồi ạ. 25 tuổi mà chơi bóng rổ gần 10 năm, tức là 16, 17 tuổi chơi rồi. Dạ vâng. Cái level mình ở dạng nào? 10 điểm thì mình được mấy điểm? Em nghĩ em cũng khoảng cỡ 7 hoặc 8. Anh Giang ơi, sao tự nhiên em thêm thích chơi bóng rổ quá à? Chắc mà em đi học chơi bóng rổ. Chị mua lại đội tuyển gì chơi riêng. Chị mua lại đội tuyển gì chơi riêng. Mua lại đội tuyển. Ok, xin lỗi. Dạ. Ai kèm cũng được hết. Ok. Hồi nãy mình nói là mình vẫn đang đi học đúng không? Dạ vâng ạ. Em học ngành thời trang ở trường RMIT ạ. Thì trong thời trang đó mình học chính xác là cái gì? Thì như em đang học kiểu general thôi, em chưa học và sâu chuyên môn. Em học thời trang nữa đi để về mấy mốt may đồ cho chị. Chị có kim cương nhưng chị chưa có đồ mặc. Chị có kim cương nhưng chị chưa có đồ mặc. Em đang chơi bóng cho Sài Gòn Heat. Dạ vâng. Và em là cầu thủ chuyên nghiệp. Dạ vâng. Xin chúc mừng. ST. Trời ơi. Trời ơi, cái đầu bụi không. Trời ơi. Ây da. Ây da. Xin lỗi anh, em đang hất ra. Em đang hức ra. Bây giờ còn 3 người chọn số 2 và một mình tiền chọn số 3. Tại sao Tiền ơi, cứ người như này mà đi chọn? Sai chắc. Tại rồi. Tại vì em có chơi bóng rổ lúc nên em có cái linh cảm á. Thứ nhất là cái cách bạn nó cầm bóng á, bạn này cũng là một người biết chơi bóng rổ á. Nhưng mà bạn cầm bóng không như ba bạn còn lại. Lúc nào bạn cũng mỏi, bạn đưa cái bóng lên cao, bạn kẹp lại. Ba bạn còn lại đều hứng bằng cái tay mình ở dưới. Bạn có thể hình đó nhưng mà nó không giống như bọn Tiền bi ơi, bóng rổ lắm. Bây giờ chị biết tại sao em bỏ nghề bóng rổ và em đi qua làm người mẫu rồi đấy. Đây là người đàn ông đã từng ập Lý Chí Kỳ vào đầu tiên. Bà ập sai. Bà ập sai. Đúng. Bước tới hai bước nào. Đừng có ăn thịt người ta nha. Từ. Sung dữ lắm. Cô bác chị đứng sau nè. Xin hỏi bạn số 3, bạn tên thật là gì? Dạ em tên là Võ Kim Bản. Võ Kim Bản. Dạ. Nhà mình ở đâu? Dạ nhà em ở Sóc Trăng. Là mình chơi bóng rổ được mấy năm rồi? Em chơi được 7 năm, chơi lúc 2013. Bạn đang là cầu thủ hay là người thường chơi hay là như nào, mời giới thiệu. Em là cầu thủ của đội bóng Sài Gòn Heat ạ. Còn lại mỗi người mang về 5 triệu đồng. Cuối cùng có tiền rồi. Đây. Nếu là anh ngồi dưới đây, em bước ra là anh chỗ em liền. Cầm cái banh mà đâu dám giọng đâu. Giọng sợ phát hiện. Nếu mà bà số 2 thì nó quá là đơn giản đi. Cho nên em nghĩ là sẽ có một cái cài cắm gì đó. Chương trình chúng tôi á luôn là những điều đơn giản để dễ chơi. Do đầu óc mình tính toán. Chiếc âm mù quá. Mời bạn số 2 tự giới thiệu về bản thân mình nha. Em là Nguyễn Tuấn Vĩ. Em học trường tài chính marketing. Em 19 tuổi.
19 tuổi luôn. Dạ vâng. Và mình có chơi bóng rổ không? Có, em chơi bóng rổ được 5 năm mà. Nhưng mà không phải là chuyên nghiệp đúng không? Dạ vâng. Mà sao ra gặp mấy anh chị mà rung dữ vậy, Em sợ là bên Lâm Hù phải không? Bên Lâm Hù đúng không? Em trai số 2, em vừa hỏi câu gì? Em hỏi tâm lý tốt à? Tâm lý tốt, bây giờ tâm lý em có tốt không? Tâm lý em không ổn. Không ổn à? Tại sao không ổn vậy? Em hơi rung chút. Tại sao em hơi rung? Em đi thi đấu rồi mà sao ngày hôm nay em ra đây em rung? Lần đầu lên sóng à? Đừng ăn thịt thằng nhỏ. Nói chuyện với em đó, cho nó dạng chỉ lên. Với cái dung mạo của Lâm bây giờ, em rất sợ hơn đó nha. Thấy miệng anh sao? Có coi live stream của Lâm không? Không à. Chưa coi live stream của Lâm hả? Mượn trái bóng nào. Trái này nhiêu tiền? Nước mất chứ. Trái này nhiêu tiền? Anh Giang ơi. Thôi anh Giang ơi. Trái này nhiêu tiền? Anh Giang ơi. Trái này nhiêu tiền? Nó khoảng tầm á. Tầm 1 triệu. Bây giờ chúng ta đang có một vàng đang xem live stream trực tiếp, đặc biệt có Ly Kỳ bán 4 triệu cho anh. Vô. Tưởng nuốt với bánh luôn hả? Xây. Mọi người, gió đưa cành trúc ra đà. Con trai buôn bán thật thà dễ thương. Bóng này là bóng của em. Bóng em rất bự, mua giùm em đi. Trái này ở ngoài 1 triệu. Em đây bán lợi 4 triệu nha hôn. Nhã Kỳ mua giùm cho em. Mua. Nhã Kỳ mua cho em 4 triệu đi chị. Để em lấy tiền em mua sữa cho con. Dạ em khổ quá chị. Đúng ơi. Rồi. Đúng ok không? Chị mua tròn 5 triệu luôn. Rồi cảm ơn Lý Vũ Lâm, vỗ tay làm gì. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ họ sẽ biểu diễn cho chúng ta xem. Xem xong vị trí nào mình thích, muốn gì muốn. Vỗ tay. Và ngay sau đây là phần trình diễn của đội bóng Sài Gòn Heat. Xin mời. Lê Quang nha, thì anh em mình chơi với nhau được bao nhiêu lâu rồi? Thật ra đội hình này là cũng khá là trẻ và mới. Thì là em, Tony là thành viên mới của đội, cộng cả CJ mới lại Josh là đội bên và ngoại bên mới của năm nay. Chỉ có thành viên cũ là Kim Bản, Tim, An và anh Vinh là không có ở đây. Thì hiện tại giải đấu mình đang diễn ra hay là kết thúc? Dạ, VBA hiện giờ đang đánh được 8 trận rồi và còn 4 trận nữa là bắt đầu vào vòng playoff. Đội mình đang đứng thứ mấy? Dạ, đang đứng đầu ạ. Thì thật ra và nghệ sĩ tụi anh cũng có nhiều người chơi thể thao. Thì trong đó chị Lý Như Kỳ là nổi trội. Thì bây giờ mình cử ra một người nằm ném giỏi nhất để đấu với chị được không?
để ném chỉ vô gỗ. The order là số mấy ạ? Tâm 1. She wants to challenge you to a shooting contest. Okay. Come here, please. Chú Trần, yep. See my sister. Yes. See Air for long time. Air for long time. Anh hại giá em quá. Có, đùa thôi. Rồi, ok, right now. Mọi người quả. Rồi, em ở đây thôi cho nó gần. Lý Nhã Kỳ right here. You over there. Ok. Oh yeah, chip bear. Ok, go. Lady first. Đề nghị cho cái thang con ơi. It's a fire. Hãy đi chị. Trời ơi. Chị cố lên đi chị. Trời, có thằng em dễ thương quá. It's a gift for you. Ngày hôm nay rất là vui. Ngoài. Cái gì vậy? Cái mặt chị thấy vậy? Mái tóc chị tôi. Chị bị sang chấn tâm lý rồi. Tại sao nó không chịu với tôi ơi? Mắc cỡ. Vì đã lâu rồi không có ai ôm. Trời ơi. Ôi, không liền luôn. Yeah. Ôm thôi mà bạn khóc vậy rồi còn chúng gì nữa trời. Chúng ta có một phút để phỏng vấn Lý Nhã Kỳ thưa quý vị. Mới ôm mà khóc cỡ vậy rồi. À, xin chào chị, tôi là phóng viên đến từ chương trình Tình Yêu Và Hạnh Phúc. Xin hỏi chị là vì sao chị lại rơi nước mắt với một người đàn ông mang số là ế thì quẩn? Mắc cỡ quá rồi tự nhiên khóc ạ. Chắc tại lâu quá chưa có ai ôm. Hai đi quên muốn nói gì không nào? Anh Giang ơi, tại vì em cũng rất là thích bóng rổ mà em không biết chơi. Nên ai đó chỉ cho em cách đè chơi được. Đè Lâm chỉ cho. Lê chỉ cho. Không, mình muốn ở đây nè. Ok, can you happy? Okay. Okay. Okay, just like this. Okay. Cho ảnh vậy cái này em làm được luôn á, trời ơi hay quá. Yeah. Dạ, thích ghê. Làm em nghĩ là làm xa hơn chắc được làm luôn. Chỉ cho. No. À, chất quốc. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn rất là nhiều. Thank you very much for coming đến đây. Thank you. Thank you for your coming. Thank you for coming. Thank you. Lên, chào nhau, tạm biệt. Chụp hình. Đừng có ai làm cái gì chỉ kỳ nữa nha. Bà xỉu á. Bắt tay với ta. Tập gì nè, lắm.